bác sĩ, vừa qua thì có rất nhiều ca tai biến thẩm mỹ rất là nặng, ảnh hưởng đến tính mạng hoặc là khó phục hồi. Thì mời bác sĩ chia sẻ về rủi ro và tai biến trong phẫu thuật này, và những người muốn thực hiện phẫu thuật ngực thì nên lựa chọn như thế nào? Thực sự đây là một cái phẫu thuật lớn, đòi hỏi phải là được thực hiện bởi bác sĩ chuyên khoa, và đòi hỏi bạn phải đến một cái cơ sở y tế hoặc là bệnh viện mà được phép thực hiện những cái phẫu thuật này thì nó mới an toàn được. Cho nên khi mà tai biến xảy ra thì đa số trong khoảng thời gian gần đây, những cái tai biến mà xảy ra đa số những bạn đều không tuân thủ theo nguyên tắc đó. Đa số những cái phẫu thuật thực ngực thì những cái tai biến mà thường gặp, thí dụ như chảy máu chẳng hạn, chảy máu hoặc là vừa làm là chảy máu nhiễm trùng, về lâu dài thì nó có là mất cân đối cái vùng ngực, hoặc là thậm chí là vỡ túi ngực mà bạn thường nghe đó. Thì những cái tai biến đó nó sẽ được hạn chế, tỷ lệ rất thấp nếu mà bạn đến cái cơ sở mà được phép làm, chẳng hạn như những cái bệnh viện chuyên khoa hoặc là những bệnh viện đa khoa mà có cái khoa thẩm mỹ và được thực hiện bởi những cái bác sĩ được đào tạo bài bản.